dân Hà Nội hối hả mua thang dây, mặt nạ phòng độc. Cháy chung cư mini làm 56 người tử vong, nhưng ai phải chịu trách nhiệm? Vụ nhân viên bốc xếp Nội Bài trộm cắp hành lý, camera an ninh có điểm mù. Ngắm cung đường tuyệt đẹp băng qua tiểu sa mạc ở Ninh Thuận sắp thông xe. Đó là những thông tin chính sẽ có trong bản tin hôm nay. Bên cạnh đó, chúng tôi còn liên tục cập nhật những tin tức nóng nhất trong ngày. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Báo Giao thông. Dân Hà Nội hối hả mua thang dây, mặt nạ phòng độc. Vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ làm hơn 50 người tử vong, khiến nhiều gia đình vội vã đi tìm mua thang dây, mặt nạ phòng độc, đẩy thị trường này nóng lên. Anh Nguyễn Minh Đức, Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, gia đình tôi hiện sống ở một chung cư mini trên đường Hồ Tùng Mậu. Tòa nhà có 7 tầng và một tum. Đa số các tầng đều hàn chuồng cọp nên khi xảy ra hỏa hoạn rất khó thoát. Sau khi theo dõi diễn biến vụ cháy xảy ra đêm ngày 12 tháng 9, tôi phải mua ngay mặt nạ phòng độc. Trên các sàn thương mại điện tử, sản phẩm phòng cháy chữa cháy, bảo hộ thoát hiểm cũng bày bán nhiều mẫu mã, phân khúc giá từ 300.000 lên đến 2,8 triệu đồng một chiếc. Chia sẻ với Báo Giao thông, bà Hoa, chủ cửa hàng bán đồ bảo hộ trên đường Khuất Duy Tiến, Thạch Xuân cho biết, chỉ trong buổi sáng ngày 13 tháng 9, có khoảng vài chục người hỏi mua thang dây, mặt nạ và một số phụ kiện khác. Tại đây có nhiều loại dây thoát hiểm, độ dài 5m, 10m, 15m, 20m, loại trung bình giá 85.000 đồng trên 1m, xong cũng có loại tới 500.000 đồng 1m. Hướng dẫn về cách sử dụng thang dây, chủ cửa hàng này cho biết, người dân nên dùng từ tầng cao nhất của ngôi nhà. Khi xảy ra sự cố cháy nổ, người dân bắt đầu mở thang dây. Một đầu có hai móc của thang dây sẽ móc vào cột, lan can, ban công của phòng hoặc một vật cố định bất kỳ sao cho chắc chắn. Một đầu còn lại thì thả đến nơi cần di chuyển để sau đó bước xuống thang dây và nhanh chóng leo đến nơi an toàn. Cháy chung cư mini làm 56 người tử vong, nhưng ai phải chịu trách nhiệm? Sau vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân làm 56 người tử vong, cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy, về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Theo thông tin ban đầu, giấy cấp phép xây dựng là xây nhà ở gia đình, nhưng chủ sở hữu lại tự ý xây thành khu chung cư với 45 căn hộ rồi đem bán, như vậy là chủ chung cư xây dựng trái phép. Chủ chung cư cũng không thực hiện việc xin cấp phép phòng cháy chữa cháy, cũng không có phương án phòng chống cháy nổ để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho những người đang ở trong chung cư. Còn luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch lại đề cập đến vấn đề quản lý địa bàn và quản lý trật tự xây dựng liên quan tòa chung cư xảy ra hỏa hoạn. Ông cho biết, cần làm rõ sai phạm để xem xét trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ cấp dưới theo phân cấp quản lý về xây dựng liên quan khu chung cư đó. Theo ông, các cơ quan chức năng cần làm rõ dấu hiệu sai phạm nếu có trong việc cấp phép tạm trú cho toàn bộ những người lưu trú trong chung cư. Theo thông tin từ Công an Hà Nội, ngôi nhà có diện tích khoảng 200m² là nơi cư trú của khoảng 150 người. Như vậy, số lượng người cư trú này có vượt quá mức quy định. Ngoài ra, phải làm rõ tại khu vực có chung cư đó nhưng ai chịu trách nhiệm về các lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, quản lý trật tự xây dựng. Họ có thường xuyên kiểm tra, rà soát để phát hiện, xử lý vi phạm trước khi xảy ra sự cố hay không? Vụ nhân viên bốc xếp Nội Bài trộm cắp hành lý, camera an ninh có điểm mù. Trao đổi với phóng viên Báo Giao thông liên quan đến vụ Công an huyện Sóc Sơn khởi tố bị can 5 nhân viên bốc dỡ hành lý tại Nội Bài để điều tra hành vi trộm cắp tài sản, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài Tô Tử Hà cho hay, vụ việc xảy ra từ hôm 22 tháng 8 liên quan đến các nhân viên của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Hà Nội. Khi phát hiện có nghi ngờ dấu hiệu phạm tội, chúng tôi đã chủ động chuyển cho cơ quan công an điều tra, làm rõ. Ông Hà nói và nhấn mạnh, hoàn toàn không có chuyện camera an ninh có điểm mù. Tuy nhiên, do các đối tượng có thời gian làm việc lâu năm tại cảng, nắm được các vị trí có camera nên đã cố tình quay lưng lại. Phía cảng, ông Hà cũng yêu cầu các đơn vị rà soát các quy định liên quan, rút kinh nghiệm về quy trình kiểm tra an ninh. Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc nhấn mạnh, những hành vi như thế này là không thể chấp nhận được và không có đất để tồn tại môi trường cảng hàng không sân bay nói chung và cảng hàng không quốc tế Nội Bài nói riêng. Chúng tôi đã chủ động phối hợp với lãnh đạo cảng hàng không quốc tế Nội Bài đề nghị lực lượng công an vào cuộc. Dù tài sản không lớn nhưng các đơn vị chức năng sẽ vào cuộc và truy tận cùng vấn đề. Thực tế, lực lượng công an đã vào cuộc hết sức quyết liệt và sau đó đã rất nhanh chóng phát hiện ra các đối tượng này. Hàng hóa nào bị nghiêm cấm vận chuyển trên xe khách? Tại dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đang được lấy ý kiến, Bộ Công an bổ sung một số mặt hàng nghiêm cấm không được chở trên xe khách. Theo đó, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe vận chuyển hành khách không được chở hành khách trên nóc xe, trong khoang chở hành lý hoặc để hành khách đu bám bên ngoài xe, không chở hàng nguy hiểm, hàng cấm, hàng lậu, động thực vật hoang dã, hàng có mùi hôi thối hoặc động vật, hàng hóa khác có ảnh hưởng đến sức khỏe của hành khách, môi trường. Không chở hành khách, hành lý, hàng hóa vượt quá trọng tải, số người theo quy định,
không chở hàng hóa trong khoang chở hành khách. So với luật giao thông đường bộ năm 2008, dự thảo này bổ sung thêm quy định không chở hàng cấm, hàng lậu, động thực vật hoang dã trên xe vận chuyển hành khách. Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung quy định trách nhiệm của người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe ô tô vận chuyển hành khách trước khi cho xe khởi hành phải kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn của xe, hướng dẫn cho hành khách về an toàn giao thông và thoát hiểm khi gặp sự cố. Yêu cầu hành khách thắt dây đai an toàn, kiểm tra việc sắp xếp, chằng buộc hành lý, hàng hóa bảo đảm an toàn, đồng thời phải giữ gìn trật tự, vệ sinh trong xe. Quy định mới, doanh nghiệp bảo hiểm phải tự thu thập hồ sơ tai nạn. Nghị định 67 năm 2023 của Chính phủ vừa ban hành có những quy định cụ thể đối với cơ quan công an trong việc phối hợp với đơn vị bảo hiểm để giải quyết bồi thường cho bên thụ hưởng, gọi là bên thứ ba. Cụ thể, điều khoản 5, 6, điều 62 Nghị định 67, phần trách nhiệm của Bộ Công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến các vụ tai nạn giao thông theo quy định trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả điều tra. Về phía doanh nghiệp bảo hiểm, Chính phủ quy định các hãng bảo hiểm phải tích hợp tính năng tra cứu giấy chứng nhận bảo hiểm để cơ quan nhà nước thanh tra, kiểm tra, giám sát và khách hàng tra cứu, xác minh thời hạn và hiệu lực bảo hiểm. Các hãng bảo hiểm cũng chịu trách nhiệm thanh toán cho cơ quan công an chi phí sao chụp những hồ sơ, biên bản tai nạn xe cơ giới đã được cung cấp theo quy định pháp luật và có trách nhiệm giữ bí mật trong quá trình điều tra. Theo luật sư Đỗ Hồng Sơn, văn phòng luật sư Tinh Hoa Việt, việc cụ thể hóa trách nhiệm chia sẻ thông tin giữa hãng bảo hiểm và cảnh sát giao thông giúp người dân bớt gánh nặng thủ tục khi đòi bồi thường bảo hiểm. Ngắm cung đường tuyệt đẹp băng qua tiểu sa mạc ở Ninh Thuận sắp thông xe. Tuyến đường Văn Lâm – Sơn Hải, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận có chiều dài hơn 13 km, đi qua hai xã Phước Nam và Phước Sinh, vận tốc thiết kế 80 km/h, tổng vốn đầu tư hơn 372 tỷ đồng. Đến nay, toàn tuyến đã thi công cơ bản hoàn thành, dự kiến thông xe dịp đầu năm 2024. Tuyến đường này hoàn thành sẽ kết nối quốc lộ 1 và nối thông ra đường ven biển, đoạn Phú Thọ – Mũi Dinh. Theo Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận, cũng giống như đường ven biển, quá trình thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng bởi gió, cát, địa hình chạy dài qua các ngọn đồi, cắt bay phải thi công cuốn chiếu, canh chừng gió, thổi cát ra khỏi phạm vi công trường. Cung đường băng ngang qua những cánh đồng điện gió, đồi cắt bay với nhiều cảnh đẹp khiến nhiều du khách qua đây không khỏi nao lòng khi băng qua tiểu sa mạc được trải nghiệm cái nắng, gió khác thường, không nơi đâu khác ở Việt Nam có được. Theo ông Phạm Minh Tân, Giám đốc Ban Quản lý Dự án các dự án công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận, tuyến đường này đưa vào sử dụng sẽ là động lực thúc đẩy việc vận chuyển hàng hóa kết nối với quốc lộ 1, đường sắt Bắc Nam và đường cao tốc Bắc Nam. Từ đây hình thành tour du lịch trọng điểm quốc gia biển Ninh Chữ, Sơn Hải, Cà Ná trong tương lai, qua đó tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, khu vực phía Nam bứt phá vươn lên mạnh mẽ. Đến nay, tuyến đường này đã cơ bản hoàn thành, nhiều đoạn đã được thi công thảm nhựa, sơn vạch kẻ đường, hệ thống chiếu sáng. Đoạn đầu tuyến đang được thi công thảm nhựa dự kiến thông xe trước Tết Nguyên đán 2024. Thay vì nơm nớp lo cháy nổ, bạn đã có thể ngủ ngon hơn với món công nghệ giá vài trăm nghìn. Thường được gọi là cảm biến khói trên các trang thương mại điện tử, thiết bị báo khói gia đình là một sản phẩm bao gồm cả cảm biến khói, nhiệt và chuông báo động, gồm hai loại là cảm biến quang điện và cảm biến bằng ion hóa. Cảm biến quang điện có khả năng phát hiện đám cháy nhiều khói tốt hơn, ví dụ như một tấm nệm đang cháy âm ỉ, trong khi loại còn lại phổ biến hơn loại trước vì nó rẻ tiền và có thể phát hiện lượng khói nhỏ. Là một phần của giải pháp nhà thông minh, thiết bị báo khói thông minh có đầy đủ các tính năng của thiết bị báo khói gia đình thông thường và có thể được sử dụng cảm biến nhiệt, khả năng kết nối Internet. Nếu hoạt động độc lập, thiết bị có thể phát ra âm thanh cảnh báo cường độ cao hoặc gửi các cảnh báo tới điện thoại thông minh nếu phát hiện khói, nhiệt trong một không gian nhất định, ví dụ như phòng ngủ. Không những vậy, nếu giải pháp Smart Home được tích hợp triệt để và cài đặt đúng cách, thiết bị báo khói thông minh có thể kích hoạt những thứ khác như camera thông minh, khóa cửa thông minh, giúp người dùng có phương án ứng phó tốt nhất khi xảy ra cháy nổ. Quan trọng hơn, các thiết bị báo khói thông minh có mức giá khá hợp lý và dễ dàng mua qua các trang thương mại điện tử. Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 8. Tháng 8 năm 2023, Mazda CX-5 lần đầu trở thành ô tô bán chạy nhất thị trường. Cụ thể, danh sách top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 8 bao gồm 1. Mazda CX-5 1.725 xe 2. Mitsubishi Xpander 1.701 xe 3. Toyota Corolla Cross 1.694 xe 4. Ford Ranger 1.113 xe 5. Kia Sonet 1.065 xe 6. Hyundai Accent 1.002 xe 7. Kia Seltos 969 xe 8. Ford Everest 668 xe 9. Mazda 3 560 xe 10. Honda CR-V 519 xe.
Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin hôm nay trên kênh Báo Giao thông. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn nút subscribe đăng ký kênh Báo Giao thông để không bỏ lỡ các tin tức mới nhất. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!